trong cái trận chiến này họ tung khói mù về vấn đề thông tin, có nghĩa là nó chơi nhau trên mạng đó thì nó cũng nguy lắm, nó sẽ làm sai lạc đi chả như vậy. Dù quân đang tiến phía này mà nó bằng cách nào nó làm cho sóng nhiễu sóng, mình không nhận được là cái hướng đi, ví dụ như là nhóm đoàn quân của đối phương nó đang đi hướng này, có thể nó làm cho lệch đi, mình nhìn sai vấn đề thì ý người ta đang nói đó. Thưa quý vị, là trên chiến trường Ukraine khói mù chiến tranh bao trùm, tuy nhiên một loại chứng khí gây mất phương hướng, những ai muốn tìm hiểu cuộc chiến là những thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và thiếu thông tin đã che mờ sự hiểu biết của người dân. Quan chức của hai bên đều tố cáo lẫn nhau và những vấn đề âm mưu quỷ quyệt đang được bên đối phương chuẩn bị. Những âm mưu này không bao giờ thành hiện thực. Họ tuyên bố những chiến thắng không thể xác nhận và giữ im lặng về những thất bại. Ý họ nói lên này là có những bản tin giả nữa, thành ra khi mình coi làm cho cái người người dân thường đó không hiểu luôn tình hình bên nào thắng thế, bên nào đang bị thiệt hại. Những điều này không chỉ xảy ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng bất kỳ quốc gia nào trong chiến tranh đều đã từng bẻ cong sự thật để nâng cao tinh thần chiến đấu, để thu hút các sự ủng hộ của đồng minh hoặc để cố gắng thuyết phục những kẻ gièm pha thay đổi lập trường. Ông Andrew Wei là một nhà phân tích tại cái quỹ gọi là Carnegie vì hòa bình quốc tế, đã lên tiếng nói rằng chính phủ Nga đang cố gắng miêu tả một phiên bản thực tế nhất định, nhưng nó cũng được chính phủ Ukraine và những người ủng hộ chính nghĩa bên Ukraine đưa ra. Tung hỏa mù đây không phải là điều gì mới, họ là nhấn mạnh là cái chiến thuật và tung hỏa mù đó. Ngay cả trước khi chiến tranh bắt đầu thì sự hoang mang mâu thuẫn đã đầy rẫy. Nga dù điều hàng chục nghìn binh sĩ tới biên giới, nhưng vào lúc đó ông ta nhớ là vẫn tuyên bố là chúng tôi không có ý định xâm lăng ai hết, coi nên chỉ là đem quân tập dượt thôi. Tức là lúc mà trước khi đánh nhau đó, ông bên Putin ông cứ nói vậy đó, nhiều nước tố cáo tại sao đem quân về biên giới quá nhiều, mấy trăm ngàn quân đó, thì lúc đó cho đến giờ chót là ông vẫn chối. Mà tổng thống Zelensky luôn luôn hạ thấp khả năng chiến tranh, một lập trường đáng báo động trong các đồng minh, mặc dù việc bảo vệ Kiev cho thấy các lực lượng Ukraine đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Một trong những trường hợp thông tin sai lệch trắng trợn nhất là vào tuần vừa thứ hai cuộc chiến đó, một bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol trong vòng vây đã bị ném bom từ trên không. Những hình ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia của hãng AP cho thế giới bàng hoàng, đặc biệt hình ảnh của một phụ nữ đã mang thai nặng nề được cáng qua cái đống đổ nát. Các nhà ngoại giao bao gồm ngay cả đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã tố cáo tin tức và hình ảnh của AP là giả mạo. Các bạn thấy không? Tức là sự thật, nhưng dĩ nhiên bên Nga nó lại bảo là cái đó là tin giả, tức là để chối đó. Ý ta đang nói là bây giờ cái nguy hiểm trong hai trận chiến là bên nào cũng có nghĩa là bóp méo sự thật hết, cho làm cho cái người nghe bây giờ không biết tin đâu ở đâu đây. Nga tuyên bố rằng bệnh nhân được phỏng vấn sau vụ tấn công và người phụ nữ trên cáng cũng là một người diễn viên đó. Bên 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 Nga lại tố cáo cái bà phụ nữ mà đã bị được trên cáng đang bị thương đó, mà đang có bầu đó. Thì ông ngoại trưởng Lavrov đã cáo buộc là bên Ukraine đã trú ẩn và dựng cũng như là đạo diễn cái vở kịch đó. Thế nên đôi khi nó bị những cái đó nó bị khó như khó biết lắm. Rồi về Nga thường tuyên bố về những chiến thắng của mình, tức là họ đưa một chiều không à, cho nên mình không biết là những cái đó con số, chủ yếu là đánh phá được những đồn Ukraine rồi chiếm được bao nhiêu, hay là hạ sát được những quân binh lính của Ukraine, mà chưa chắc có thật. Bộ Quốc phòng Nga gần như hàng ngày đều đưa ra tuyên bố là hạ được hàng chục hoặc hàng trăm binh sĩ Ukraine. Đó quý vị thấy không? Những tuyên bố này được thổi phồng và không có gì là chắc chắn, có nghĩa là không có kiểm chứng được. Vào tháng 1 năm nay đó quý vị, thì Bộ Quốc phòng cũng đã khoe là lực lượng họ đã giết chết cả 600 binh sĩ Ukraine trong một cuộc tấn công ở Kramatorsk. Tuy nhiên nhà báo bao gồm cả phóng viên của AP đã đến địa điểm ngày hôm sau và phát hiện là không có gì cả. Không có dấu hiệu bất kỳ một trường hợp nào đã tử vong tại đây. Quý vị thấy không? Đôi khi thì dĩ nhiên trong hai bên mình phải tin hơn bên Ukraine hơn. Có thể là họ cũng tuyên truyền nhưng cái mức độ sẽ đỡ hơn. Còn bên Nga là chủ trương họ từ đầu rồi. Thế nên là họ sẽ nghe là sẵn sàng đổi trắng thay đen. Đôi khi không thể phủ nhận về sự hủy diệt gây sốc, nhưng ai gây ra thì vẫn còn tranh cãi. Một nhà thờ nổi tiếng Odessa đã bị hư hại nặng nề hồi tháng 7. Ukraine nói nhà thờ trúng phi đạn của Nga. Nga thì nói ngược lại, trúng mảnh vỡ của bên phía Ukraine. Đó, thì hai bên cứ đổ cho nhau. Thế nên rất khó quý vị. Nga và Ukraine đều đưa ra mối đe dọa của thảm họa hạt nhân.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga là Lavrov và ông Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã thu hút thành sự chú ý của toàn thế giới với tuyên bố nói rằng Ukraine sắp sửa đưa ra một loại bom bẩn, là một loại chất nổ thông thường, phát tán chất phóng xạ. Ngược lại, Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga đã gài chất nổ để gây ra thảm họa tại cái nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia mà Nga đã chiếm đóng ngay từ đầu cuộc chiến. Nhưng quý vị biết là hai báo cáo buộc này đều không có bằng cớ rõ ràng, thưa quý vị.